Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, cùng với 24 triệu học sinh trong cả nước, hơn 274.000 học sinh trong toàn tỉnh tưng bừng đón chào năm học mới 2019-2020. Lễ khai giảng được các trường tổ chức trang trọng, vui tươi, ngắn gọn. Ngoài các nghi lễ chính gồm có đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, đọc thư chúc mừng Chủ tịch nước, phát động thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. Tùy điều kiện mà các trường còn tổ chức trao học bổng, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả các em học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường. Chung vui với thầy cô giáo và học sinh trong tỉnh nhân ngày khai giảng năm học mới 2019-2020, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã đến dự lễ khai giảng tại một số trường học. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại thành phố Vũng Tàu, đến dự và chung vui ngày khai giảng năm học mới với cán bộ giáo viên, học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu, có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đạt 38 giải học sinh giỏi quốc gia, một giải nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, 680 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong cuộc thi Olympic khu vực miền Nam, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đứng thứ 3 khu vực với 48 giải. Khối 12 của trường có 80% học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học. Đặc biệt, trường có em Phạm Quang Đạt đạt 9 học bổng tại Mỹ, em Bùi Nguyễn Thảo Nguyên đạt 11 học bổng tại Mỹ. Năm học này, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có hơn 1.000 học sinh, trong đó có 340 học sinh lớp 10. Tại buổi lễ khai giảng, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho lãnh đạo trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Dịp này, lãnh đạo trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hòa chung không khí cả nước tưng bừng đón chào năm học mới và hưởng ứng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến chung vui cùng hơn 2.400 thầy và trò của trường Trung học phổ thông Vũng Tàu trong lễ khai giảng năm học mới. Trong năm học vừa qua, trường có gần 140 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt, 100% học sinh khối 12 của trường thi đậu kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bước sang năm học mới 2019-2020, trường Trung học phổ thông Vũng Tàu sẽ không ngừng phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường, tích cực học tập rèn luyện và tham gia các phong trào do nhà trường khởi xướng. Tại huyện Long Điền, ông Nguyễn Thành Long, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và đánh hội trống khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Trần Giang Quang. Năm học này, trường có 29 lớp với hơn 1.000 học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học cho trường, tỉnh đã bố trí kinh phí mở rộng, sửa chữa mới phòng học và các phòng chức năng. Công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 tài trợ phòng máy vi tính trị giá 540 triệu đồng. Năm học 2018-2019 vừa qua, trường Trung học phổ thông Trần Giang Quang có hơn 70% học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, 100% học sinh có hạnh kiểm tốt. Trường có một học sinh đạt giải nhì quốc gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, trường có hơn 99% học sinh thi đậu tốt nghiệp, 82% học sinh đậu đại học cao đẳng. Còn tại thành phố Bà Rịa, đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Châu Thành có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm học 2018-2019 vừa qua, trường Trung học phổ thông Châu Thành đạt 128 giải thưởng học sinh giỏi các cấp, 100% học sinh đậu tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, 92% học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng đại học. Năm học này, trường sẽ tăng nguồn lực đầu tư đổi mới cơ chế tài chính, tạo các điều kiện hỗ trợ phục vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và chuẩn bị các điều kiện cho trường chất lượng cao, tự chủ hoàn toàn, tăng cường nề nếp kỷ cương và môi trường cảnh quan sư phạm, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Cũng dự lễ khai giảng năm học mới với thầy cô, học sinh và phụ huynh trường Trung học cơ sở Lê Quang Cường, thành phố Bà Rịa, có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở Lê Quang Cường có 25 lớp với tổng số gần 900 học sinh, trong đó có 12 lớp chất lượng cao với gần 400 học sinh. Năm học này, trường tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh. Trong đó, trường sẽ đưa tiết đọc sách vào thời khóa biểu chính khóa một tiết một tuần ở mỗi lớp, tổ chức dạy tăng 2 tiết tiếng Anh vào chương trình chính khóa theo chủ trương của tỉnh ủy. Được biết, năm học 2018-2019 vừa qua,
trường Trung học cơ sở Lê Quang Cường gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc với tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, tỷ lệ lên lớp đạt 99,2%, tỷ lệ học sinh đổ vào lớp 10 trung học phổ thông đứng đầu trong 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Dịp này, trường Trung học cơ sở Lê Quang Cường vinh dự đón nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng tại thành phố Bà Rịa, hơn 1.100 học sinh, trong đó có hơn 390 học sinh đầu cấp, cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới. Trong năm học này, trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 29/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Đội ngũ giáo viên trường từng bước khắc phục khó khăn, thử thách để cải tiến phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2018-2019 vừa qua, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của trường đạt gần 99,3%, trong đó có 3 học sinh được tuyển thẳng vào đại học. Tại trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dự và đánh hồi trống khai giảng năm học mới để động viên, khích lệ tinh thần thầy và trò của trường. Năm học 2018-2019 vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của trường đạt 98%, trong đó có 186 học sinh thi đậu vào các trường đại học, đạt tỷ lệ 55%. Năm học mới này, trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu tuyển sinh hơn 400 học sinh đầu cấp, nâng tổng số học sinh trung học phổ thông của toàn trường lên 1.100 học sinh với 32 lớp học. Trường tiếp tục bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp của ngành giáo dục, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức dạy học tích cực, đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Năm học mới 2019-2020, trường tiểu học Phước Hải 2, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có 24 lớp học với hơn 690 học sinh của các khối lớp. Trong nhiều năm qua, trường tiểu học Phước Hải 2 là đơn vị luôn đặt cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng. Trong năm học 2019-2020, trường tiếp tục giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng phát triển giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, nhà trường, Mạnh Thường Quân đã trao tặng hơn 105 suất học bổng trị giá hơn 40 triệu đồng cho học sinh nghèo đạt thành tích trong năm học vừa qua, trao tặng 147 nón bảo hiểm cho học sinh khối lớp 1 do Honda Việt Nam tài trợ.